Kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của chúng tôi ha. Thưa quý vị, hôm nay thì Nhật Tây xin được giới thiệu đến quý vị chúng ta một trong những cái dòng mic có thể là không cầm mà nói vẫn rất là vô tư. Chúng ta đang cần một cái micro đeo tai như thế này để làm gì ạ? Thì khi chúng ta sinh hoạt ở ngoài trời là cái thứ nhất, đúng không? Hoặc là chúng ta bán hàng, hoặc là chúng ta giảng bài thì chúng ta cần một cái thiết bị nào đó để giúp chúng ta là cứ cầm mic trong một thời gian dài thì nó rất là mỏi tay cũng như là rất là bất tiện. Thì hôm nay có một cái dòng mic mà Nhật Tây đang đeo này quý vị, nó rất là đa năng ha, và cái chất lượng âm thanh mà nó đem lại cũng rất là tuyệt vời. Hôm nay Nhật Tây xin được giới thiệu đến quý vị chúng ta một trong những cái dòng mic trên đây. Khi quý vị chúng ta mua dòng sản phẩm này về thì nó sẽ có combo cho mình là những thứ như thế này. Em cũng quay lại đây. Rồi, khi đó thì chúng ta sẽ vào bên trong thì nó sẽ có những cái cổng giống như là một cái đầu thu của nó ha. Đây là đầu thu này. Thì đầu thu này dùng để cắm vào trong cái thiết bị nhận ha. Thiết bị nhận giống như là cái loa chẳng hạn, hoặc là cái máy tính. Thì nó có cái cổng là cổng 3.5 này. Cổng này là cổng 3.5. Thì nó có thể cắm vào cái điện thoại này là 1 này, cắm vào cái máy tính là 2 này, cắm vào những cái loa có giao tiếp cái cổng mic qua jack là 3.5. Còn ngoài ra nó có một cái đầu chuyển cho chúng ta cắm vào cái cổng mic 6 ly ha. 6 ly như là cái cổng của âm ly mình đó. Thì chúng ta sẽ cắm vào cái cổng này đó, lấy cái đầu chuyển này ha. Thì chúng ta chỉ việc là cắm vào cái cổng đó là nó sẽ nhận thôi, rất là đơn giản. Giống như đây nè quý vị đó, giống như Nhật Tây đang cắm vào trong cái loa này và đang nói cho quý vị nghe rất là đầy đủ ha. Đó. Giả sử như mà đây Nhật Tây cắm này, thấy không? Đó, rồi, cái đó chúng ta cắm vào cái cổng mic jack 6 ly là vào. Rồi, chỉ cần như vậy thôi. Thì cái ưu điểm của sản phẩm này đó chính là rất tiện lợi ha, mic rất là chắc chắn. Thậm chí chúng ta tập thể dục nhịp điệu đó ha, thể dục nhịp điệu thì chúng ta có thể nhảy múa nhưng mà nó không bị rớt, bởi vì cái này nó rất là cứng cáp. Và khách hàng cũng phản hồi với Nhật Tây là tôi có mua này vào về và cho cái cô dạy nhạc rồi thể dục nhịp điệu đó, thì họ cảm thấy sử dụng rất là ok, nhảy nhót đồ vô tư, sống rất là xa ha. Phạm vi kết nối của nó thì tốt nhất thì trong phạm vi là 10 mét, còn xa hơn thì được 20 mét ha. Đó, thì quý vị chúng ta cũng có thể hoàn toàn sử dụng trong những cái trên quảng cáo đó quý vị, trên nhà sản xuất người ta có nói với Nhật Tây là 4-50 mét gì đó, nhưng mà Nhật Tây cho là 20 mét trở lại thôi ha. Rồi, và sản phẩm này thì được Nhật Tây chọn lọc nha quý vị nha. Tại vì trên thị trường thì thực ra là nó có rất nhiều mẫu sản phẩm micro trợ giảng khác nhau, nhưng mà có những loại giá phải nói là nó cũng cao nhưng mà âm thanh nó không được tốt, và thứ nhất thứ hai nữa là sóng nó rất là bất ổn định. Và cái dòng này thì Nhật Tây đã có sự chọn lọc rồi nên quý vị chúng ta cũng có thể là hoàn toàn mua cái sản phẩm này. Và bây giờ thì Nhật Tây sẽ hướng dẫn sơ qua cho quý vị sử dụng ha. Hướng dẫn sơ qua sử dụng thì như Nhật Tây nói nè, để máy này trước tiên chúng ta xác định cái thiết bị nào chúng ta cần sử dụng. Chẳng hạn như chúng ta sử dụng vào loa thì phải lấy cái nhỏ này cắm vào trong đây, được chưa? Rồi cắm vào trong mic, cắm vào trong cái âm ly. Sau khi cắm vào âm ly thì chúng ta phải mở cái công tắc nguồn ở tại đây, chấm cái cái công tắc nguồn tại đây ha. Đó, cái đó chúng ta mở lên nè thì nó sẽ hiển thị lên ha. Rồi cắm vào đây, được chưa? Cắm vào trong cái cổng là gọi là cổng mic. Rồi sau khi chúng ta cắm cổng mic xong rồi chúng ta lại chỗ tai nghe nè quý vị, thấy cái tai nghe không? Quay chỗ này nè, đây cái tai nghe là nó có cái công tắc nguồn ở đây nè quý vị, lưu ý nha, có một cái công tắc nguồn nằm đây thì mình ấn vô đây giữ nguyên là nó lên đó. Khi đó thì nó sẽ tự động nhận với cái này. Rồi chúng ta chỉ có việc là ở đây có nút tăng giảm âm lượng này quý vị nhìn thấy nè, nó có nút cộng và trừ, đúng không? Cộng và trừ thì chúng ta muốn âm lượng mic lớn lên thì chúng ta bấm cộng, muốn âm lượng nhỏ lại thì bấm trừ. Như Nhật Tây có thể thao tác cho quý vị nghe ha, đều vô nè. Bây giờ Nhật Tây sẽ giảm nhỏ mic lại ha. Alo 6 7 2, đó tắt luôn rồi đó quý vị, lớn lên nè 1 2 3 4 5 6. Nên là phải nói là nó rất là đa năng luôn. chúng ta có thể là hoàn toàn thao tác hết ở trên cái tay của mình. Đó, từ đó thì chúng ta có thể là giảng bài hoặc là sinh hoạt hoặc là hát hò cũng được ha, những tango cha 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 chẳng hạn. Rồi khi đó thì chúng ta chỉ có việc là đứng từ xa và thao tác rất là dễ dàng. Khi chúng ta sử dụng xong thì ở đây nó có, sản phẩm này nó có mình một cái cốc sạc này quý vị ha, một cái cốc sạc. Rồi cái cốc sạc này thì chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ ghim cái đầu này, ghim cái đầu này vào cái cốc sạc, và ở đây nó có cái dắt là dắt tai C, cổng tai C này thì chúng ta sẽ cắm vào trong đây ha, và sạc pin với hai sản phẩm này. Cục này cũng cái này cũng sạc này, cái tai nghe cũng sạc và cái đầu thu cũng phải sạc. Rồi sạc xong thì chúng ta đi sử dụng cái loa nào cũng được hết, rất là tiện lợi đúng không ạ? Và bây giờ thì Nhật Tây sẽ để cô nhân viên của Nhật Tây hát thử cho quý vị nghe nha, cũng rất là tuyệt vời. Mời quý vị chúng ta cùng nghe thử ha. Ok, tắt đi. Tôi dậy chưa? Từ phía sau với tôi được không? Chẳng vơi qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng? Em ơi đã chưa? Ngồi đây uống với tôi vài ly, say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Chúng ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau, đôi chân mang màn thi thương một người không hề toàn tình. Đôi khi em dừng lại trong yêu đã không đang đau vì ai, có vì đau vì duyên mình đã xa. Nhiều khi muốn mong mình nhưng giờ cô đơn, giờ cảm giác trong vẫn mỗi ngày mỗi người. Giờ chẳng vào nỗi nhớ vô vơ, dang diêu diêu mộng mơ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Thì em thích mong mình nhưng giờ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai, khi mình anh với những đêm dài. Nghĩ khi ấy đâu ai trong tình được mãi. Ok không? Ok, ok. Mic rất là ok luôn nha quý vị nha. Đó, quý vị chúng ta vừa nghe qua âm thanh của micro. Đó, rất là tuyệt vời, chất lượng ok luôn ha. Rồi, chắc nhiêu đó thôi nha. Nó cũng video này cũng hơi dài rồi thì Nhật Tây cũng xin được tạm ngừng tại đây. Nếu quý vị nào chúng ta đang cần một cái mẫu micro tương tự như thế thì quý vị chúng ta cũng có thể là liên hệ với Nhật Tây để đặt hàng ha quý vị nha. Đó, rồi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video review tiếp theo. Bye bye.